Xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác, cô chú, anh chị em đang quay trở lại với kênh livestream bán hàng cuốn sốt phẩm Huấn nhé. Đấy thì giới thiệu với các bác, em là thành viên sốt phẩm Huấn và địa chỉ hiện tại bên phân phối là Ủy ban Nhân dân xã La Sơn Bình Lục, Hà Nam. Đấy, các bác mà muốn tìm đến những địa chỉ cụ thể để xem những mặt hàng hiện tại bên phân phối, ví dụ như các bác ở Ninh Định, Nam Định, Ninh Bình, đất là hàng xóm các bác thấy gần thì có thể đến tận nhà tham quan những cái mặt hàng hiện tại bên em đang phân phối nhé. Đấy thì như các bác đã biết rồi, bên em thì chuyên cung cấp những cái dòng hàng là Nhật, Hàn, Mỹ, Đức, và bên cạnh đó thì có một vài những cái sản phẩm của hàng Nhật, hàng Việt Nam thì bên em gần như là phân phối đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy bên cạnh những cái sản phẩm là phù hợp với mục đích đời sống gia đình, cá nhân, xã hội thì bên em cũng phân phối một vài những cái sản phẩm đó là về cái dạng thiết bị nhà vệ sinh, nhà tắm các bác nhé. Đấy bên em gần như là phân phối đầy đủ luôn. Đấy cho các bác xem qua một vòng những cái mặt hàng hiện tại bên em đang phân phối nhé. Nhà nhà công trình xây dựng người cá nhân gia đình sử dụng trong mục đích là ví dụ như khuôn bếp nhà mình thì bên em phân phối đầy đủ các nhá. Đấy ví dụ như đồ để nấu ăn này, rồi sử dụng trong mâm cỗ nhà mình này, và những cái thùng đựng đồ. Đấy, đầy đủ tất cả các nói chung là mỗi thứ nó tập hợp lại một chút thì nó thành một cái cửa hàng như này để phân phối, và cũng giới thiệu cho các bác luôn. Nếu mà các bác muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua ba số trên hotline giúp em nhé. Đấy, bên em sẽ có ba số này. Các bác muốn đặt hàng thì gọi điện, bên em sẽ có người nhân viên chốt đơn trực đơn cho các bác. Còn nhiều lúc mà nó nhiều số quá, nhiều đơn bị bùng quá, nó bùng đơn quá mà các bác gọi bên em không kịp nghe máy thì các bác cứ bình tĩnh và bên em sẽ lần được gọi lại cho các bác nhé. Đó là ba số hotline của bên em. Các bác đặt hàng có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin gửi ảnh qua Zalo. Rồi bên em sẽ check đơn rồi chốt đơn cho các bác nhé. Rồi để mở đầu cho video hôm nay thì em giới thiệu cho các bác cái sản phẩm đó là về thắt lưng đó nhá. Đấy về bộ thắt lưng thì giới thiệu chút cho các bác đó là mẫu quen thuộc nhất đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu. Đây là cái mẫu mà bên em vẫn phân phối thông dụng quen thuộc nhất, là nó sẽ có hai màu, đó là màu nâu và màu đen đấy các bác nhá. Đấy cái này các bác đã biết quá quen rồi. Đấy thì về cái dạng cá sấu đó nhá, hộp đựng của nó thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy nhìn nó rất là sang trọng. Các bác nữ thì có thể sử dụng làm quà tặng cho các bác nam thì cũng rất là ok và rất là tâm lý luôn các bác nhá. Đấy. Còn là bên trong thì tôi sẽ cho các bác xem vân cá sấu nhá. Để hôm nay em cho các bác xem rõ luôn để các bác mà thắc mắc thì có thể xem trực tiếp như này, không cần phải chụp ảnh qua Zalo làm gì nữa cho nó mất thời gian. Mà các bác có thể xem trực tiếp này luôn các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem rõ vân luôn nhá. Đấy, con này là cấm chối cãi luôn. Và đây là cái khuy cài của nó các bác nhá. Đấy khuy cài của nó thì nó sẽ có khuy cài trắng hoặc là khuy cài vàng. Đấy nó sẽ có hai cái này cực kỳ chất lượng luôn, và nó là cái dạng mà mình đo đến đâu thì mình sẽ khít về đến đó nhé. Đấy đo đến đâu mình sẽ vừa về đến đó, chứ không phải là cái dạng đục lỗ, bởi vì vân cá sấu này mình nhìn thiết kế đẹp như này mà đục lỗ thì nó rất là nhanh hỏng luôn. Đấy bên em là phân phối cái dạng mà các bác đo vừa đến đâu các bác sẽ kẹp về đến đó luôn đấy các bác nhé, rất là tiện luôn. Con này thì độ dài tương đối của nó thì nó dài chắc là tầm 1m2 1m3 nhá. Đấy là tổng chiều dài của nó thì tầm 1m2 1m3, nó chỉ tương đối chứ nó không có tuyệt đối, em cũng nêu tương đối như vậy cho các bác. Và về cái dạng da cá sấu này thì bên em phân phối với giá của nó là 250.000 một giây các nhá, 250.000 một giây nhá. Vân bên trong cho các bác xem rõ này. Đấy vân bên ngoài. Đấy cực kỳ rõ rồi các bác nhá. Đó là về da lưng cá sấu, giá là 250.000 một chiếc. Các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm là con dây thắt lưng cá sấu các bác nhá. Rồi bên cạnh cái dây thắt lưng cá sấu quen thuộc thì em lại giới thiệu sang cho bác một cái sản phẩm là cũng là dây lưng nhưng mà nó là hãng mới các nhá, thiết kế kiểu mới, bên em cũng vừa về hàng xong. Đấy một sản phẩm thì nó sẽ có sẵn một cái dây lưng và hai cái khuy cài này để bác sử dụng thay thế nhá. Đấy mình thích dùng cái khuy nào hơn thì mình sẽ lắp vào cái khuy đó cài. Đấy rất là tiện các bác nhá. Để cho các bác xem rõ thực tế luôn. Đây cho các bác xem nhé, đây là hai cái mặt cài của nó, các bác có thể sử dụng lắp vào để thay thế này. Đấy đi kèm các bác khi mà các bác mua về thì nó sẽ được để rời lên này, để về các bác thích cái mặt nào hơn thì các bác sẽ lắp cái mặt vào đó vào nhé. Đấy phân rời ra luôn. Đấy thắt lưng này thì hàng của nó là hàng Calvin K Calvin. Đấy nha. Bên em ký hiệu là cũng chả biết đọc như nào đâu nhưng mà ký hiệu luôn nó là cái hãng CK nhá. Đấy thắt lưng CK. Đấy mẫu này thì bên em phân phối với giá của nó là 220.000. Đấy giá là 220.000 bác sĩ các bác nhá. Nhìn bao bì cực kỳ đẹp luôn. Đấy nhá, đúng hãng của nó luôn. Đấy các bác mà chưa biết qua cái hãng này thì có thể lên Google Map hoặc là các bác lên Google, các bác check ra cái mã này, các bác biết ngay nó là hàng thương hiệu nhá, thương hiệu khá là nổi tiếng luôn. Đấy các bác xem nhìn chất dây này, nó là cái dạng da, là dây da các nhá, dây da. Đấy da lì luôn mà nó là cái dạng da úp hai mặt các bác nhá, úp hai mặt. Bên trong màu nâu này, bên ngoài màu đen. Thì các bác có thể sử dụng là các bác thích màu nâu thì các bác sẽ lắp quay ra bên ngoài, còn các bác thích màu đen thì các bác sẽ lắp như này nhá. Đấy các bác có thể dùng cả hai mặt luôn, rất là tiện, nó không có mặt trái mặt phải mà cái này nó dùng cả hai mặt luôn. Đấy thiết kế khá là mới mà rất là dễ dùng quá nhá. Cực kỳ chất lượng luôn. Đấy bên em ký hiện nó là con thắt lưng CK và giá của nó là 220.000. Đấy các bác yêu thích mẫu này để cho các bác xem rõ hai cái đầu thay thế của nó luôn các nhá. Đấy về các bác sẽ lắp vào. Đấy. Đấy, con này thì bên em phân phối với giá của nó là 220.000 và tên gọi của nó là thắt lưng CK. Đấy các bác yêu thích cái mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm đó là con thắt lưng CK có nhá, 220.000. Đấy có hai cái mặt cài để thay thế như vậy, rất là tiện mà hai cái mặt dây lưng thì đều có thể sử dụng được hết. Rất là đa năng các bác nhá. Đấy để tiếp tục video thì em giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm đó là về cái dạng bình đựng nước coi nhá, bình đựng nước này.
Thì về cái dạng bình giữ nhiệt thì bên em đang phân phối có hai kiểu mẫu thông dụng, đó là một cái dạng em bên em ký hiệu là Fix Nhiệt Đức. Đấy, về cái dạng này thì bên em đang có hai kiểu mẫu hai màu, đó là như các bác đã thấy trên màn hình đây là màu đỏ và màu xanh thôi nha. Đấy, màu đỏ và màu xanh. Đấy, mẫu này thì bên em phân phối với giá của nó là dung tích của nó là 1,2 lít và giá phân phối của nó là 230.000 thôi nha, 230.000, và hàng sản xuất là made in Germany, có nghĩa là hàng của Đức, và cái thiết kế của nó là cái thiết kế hình cái Fix thôi nha. Đấy, thiết kế y đúc hình cái Fix luôn, cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, bên em phân phối với giá của nó là 230.000, dung tích của nó là 1,2 lít. Các bác sử dụng thì các bác giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh, và cái nắp của nó thì có hai chức năng, vừa là cốc uống vừa là cái nắp đậy luôn, cực kỳ chất lượng, rất là tiện thôi nha. Thấy thiết kế cái mẫu này mình đi đâu mang đi cũng rất là tiện lợi luôn. Đó, thì về cái dạng mẫu này thì bên trong nó sẽ có sẵn một cái dây cài đeo để các bác thích dùng các bác cài vào đây, các bác mang đi được, các bác xách đi rất là tiện, hoặc là có cái phao tay cầm như này cầm đi luôn trực tiếp luôn, cực kỳ tiện luôn các bác nhá. Đây, mẫu này thì bên em phân phối với giá của nó là 230.000 và tên gọi của nó là Fix Nhiệt Đức. Đấy, các bạn yêu thích mẫu này thì lên trên mã sản phẩm nó con Fix giữ nhiệt của Đức, giá là 230.000 một chiếc, và nó hai có hai mẫu mã, đó là màu đỏ và màu xanh các bác nhá. Rồi, bên cạnh con Fix nhiệt của Đức thì em giới thiệu sang cho bác đó là về cái dạng con Fix nhiệt của Mỹ yêu nha, Fix nhiệt của Mỹ. Đấy, con này của Mỹ USA, cực kỳ chất lượng này các bác nhá. Logo rõ này các bác nhìn nhá, rõ USA luôn, cực kỳ chất lượng luôn. Và con này thì nó đang có hai kiểu mẫu, đó là một là màu xanh bộ đội và hai là màu inox các bác nhá. Nó sẽ có hai kiểu màu như vậy. Các bác xem mà ưng mẫu nào hơn, hợp với phong thủy của mình mẫu nào hơn thì các bác đặt hàng nói rõ cho em cái mẫu đó nhá. Thế thì về cái dạng Fix nhiệt Mỹ này thì bên em chỉ còn một mẫu duy nhất của nó, đó là loại 1 lít 3 các nhá. Đấy, chỉ còn duy nhất một mẫu đó là 1 lít 3. Đấy thì nó có thể chứa nước nóng nước lạnh. Các bác ví dụ như chạy thể dục ban chiều này, ban sáng này, hoặc là mình đi tập yoga mang con này đi cũng rất là tiện. Đấy, nó có cái tay cầm như này này, cầm đi vừa còn vừa chạy cũng rất là tiện luôn. Nắp của nó cũng có hai chức năng, vừa là nắp đậy vừa là cái cốc uống luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện. Đây này, giữ nhiệt của nó rất là cao. Các bác muốn mở ra thì bên trong nó có thêm một cái lớp nữa. Chức năng của nó là bên trong nó có cả thêm một cái giá má giá lọc như này, để khi mà ví dụ mình uống trà hoặc là uống cái gì đó mà có cái bã trà nó lọc nó ấy lại thì nó sẽ có cái này nó lọc rồi, cứ dùng rất là chất lượng các bác nhá, rất là dễ dùng. Con mẫu này thì bên em phân phối với giá của nó là dung tích là 1,3 lít và giá của nó là 280.000 các bác nhá. Đấy, thiết kế thì nó mới mẻ hơn và nhìn nó chắc chắn kín đáo hơn thì giá của nó là 280.000 các bác nhá, 280.000 một con bình nhiệt của Mỹ, giá 280.000 và dung tích của nó là 1,3 lít các bác nhá. Đấy, nó có hai màu, màu xanh bộ đội và màu inox, các bác yêu thích mẫu nào hơn thì lên cho em tên mã sản phẩm mẫu đó các bác nhá. Đấy, đặt hàng thì lên cho em tên mã sản phẩm này kèm giá. Trên bình nó có ký hiệu là Sin 1986, có nghĩa là cái bình này nó sản xuất từ năm 19, có nghĩa là cái mẫu thiết kế này người ta ra đời từ năm 1986 các bác nhá. Đấy, giới thiệu rõ cho các bác luôn. Rồi, tiếp tục em lên cho các bác một cái sản phẩm mới nữa tiếp theo, và bên em cũng vừa mới về hàng thôi, đó là cái con chảo chiên rán chống dính thôi nhá, chảo chiên rán chống dính. Con này cũng lưu với các bác luôn là bếp ga, bếp từ thì đều có thể sử dụng hết nhé, bởi vì nó là cái dạng đế bằng. Đấy, đế chống trơn trượt đế bằng nên là con này sử dụng bếp ga, bếp từ thì miễn chê luôn các bác nhá. Đấy, các bác có thể sử dụng ngoài cái mục đích chức năng của nó là chiên rán thì các bác cũng có thể chế làm có nghĩa là nấu nướng cũng được các bác nhá. Đấy, nấu nướng canh cũng có thể được. Đấy, các bác sinh viên, nhưng ví dụ các bác sinh viên mà kiểu mình không có điều kiện để mình sắm đầy đủ thì có thể sử dụng cái dạng này làm hai chức năng, vừa chiên rán vừa nấu cũng được các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, bộ chảo này thì bên em ký hiệu là chảo đá các bác nhá. Đấy, chảo đá hoàn toàn bằng đá và giá phân phối của nó là 370.000 và diện tích của nó thì con này nó về cái bề rộng của nó thì nó dài là tầm 32 phân các bác nhá, 32 phân, còn về chiều cao của nó thì nó dài chắc là tầm 6 phân 7 phân các bác nhá. Đấy, 6 đến 7 phân, đó là về chiều rộng và chiều cao của nó. Đấy, các bác mà yêu thích mẫu này thì lên cho em tên mã sản phẩm, đó là con chảo đá các bác nhá. Đấy, con chảo đá giá là 370.000 các bác nhá. Đấy, 370.000 ba ship, cực kỳ chất lượng, rất là dễ dùng. Hai kiểu mẫu đó là bên em ký hiệu nó là cưa dài 25 cm và cưa dài 30 cm. Đấy, có hai kiểu như này. Đấy thì các bác có thể gọi tắt luôn là cưa ngắn cưa dài các bác nhá, cưa ngắn cưa dài. Đấy, về con ngắn này thì nó là dài là lưỡi, nguyên phần lưỡi của nó nhá, lưỡi là lưỡi đen, hàng mới tinh luôn các bác nhá. Đấy, các bác muốn mở ra cặp vải thì các bác sẽ ấn cái nút này. Đấy, về con dạng cưa ngắn 25 cm này thì bên em phân phối với giá của nó là 100.000 các bác nhá. Đấy, trên lưỡi cưa là có ký hiệu là 250 cm, có nghĩa là nó dài 25 phân. Đấy, giá là 100.000 thôi nhá, 100.000 một chiếc. Rồi, bên cạnh con ngắn thì em giới thiệu sang cho các bác đó là về cái dạng con dài. Con dài này thì chiều dài của nó, lưỡi của nó là 30 cm thôi nhá. Đấy, 300 cm, có nghĩa là nó dài 30 cm thôi nhá. Đấy, có ký hiệu luôn, made in Japan, cực kỳ chất lượng nhá các bác nhá. Có cả dòng chữ Nhật này, có cả dịch ra luôn. Đấy, con 30 cm này thì bên em phân phối với giá của nó là 120.000 thôi nhá, 120.000 một chiếc. Đấy, đó là về cái dạng cưa gấp gà trắng đen thì bên em đang có hai phần, có hai kiểu mẫu như vậy, đó là dạng loại ngắn là 25 mà loại dài là 30. Đấy là nguyên tính nguyên phần lưỡi của nó. Đấy, các bác xem mà nó phù hợp với công việc của mình mà các bác cưa cành cưa gỗ thì các bác lên cho em mã sản phẩm đó các bác nhá. Đấy,
loại ngắn là 100, loại dài là 120.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo giới thiệu cho các bác đó là về cái dạng con kéo cắt cành nhé. Đấy, thì về cái dạng kéo cắt cành này thì bên em chỉ còn phân phối một mẫu duy nhất, đó là bên em ký hiệu nó là kéo cành cam thôi nha, kéo cành cam. Đấy, bởi vì nó có dạng cán cam này thì bên em ký hiệu tên riêng luôn là kéo cành cam. Đấy, con này chức năng của nó là các bác có thể sử dụng là vừa cắt vừa tỉa cành luôn nhé. Đấy, có những cái video em đã test trực tiếp cho các bác rồi. Thì hôm nay em cũng chỉ giới thiệu qua cho các bác để xem rõ hình thù của nó thôi. Đấy, và con kéo này thì bên em chỉ có bây giờ hiện tại bên em chỉ có với cái loại là nó chỉ có một cái lò xo sẵn này thôi con nhé. Đấy, chỉ có một cái lò xo sẵn như này thôi. Còn cái dạng mà có cả lò xo dự phòng thì bên em hết rồi, chỉ còn một cái loại như này thôi. Đấy, con này thì bên em phân phối với giá của nó là 100.000 một chiếc thôi nhá. Tên gọi của nó là kéo cành cam, chuyên để cắt tỉa cành. Đấy, con này là lôi bên em sẽ lôi ra test rồi, nên là nhìn nó có cái vết này là chuyện đương nhiên thôi. Để bên em cứ lôi ra test cho các bác xem trực tiếp thì giữ yên một cái. Đấy, thì giá của nó là 100.000 bao ship. Các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em bắt sản phẩm, đó là con kéo cành cam coi nhá. 100.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo lên cho các bác đó là về cái dạng đuôi ở bên em phân phối cho các bác, đó là cái mẫu đuôi đèn lò xo nhé, đuôi lò xo. Đấy, bởi vì dạng ống của nó là dạng ống lò xo, các bác có thể điều chỉnh được, các bác cho nó cao lên hoặc là ấy thấp xuống thì do các bác điều chỉnh nhé. Nó là cái dạng còi quay 360 độ. Đấy, con này thì về nó là có đuôi sẵn rồi, có ổ sẵn. Về ví dụ như các bác lắp sử dụng để trong chuồng gà, để úp gà hay là cái gì đó thì sử dụng con này cắm trực tiếp rất là tiện thôi nhé. Đấy, các bác muốn quay ra chiều nào thì do các bác điều chỉnh. Con này thì bên em phân phối với giá của nó là 50.000 một chiếc. Nó sẽ có công tắc để các bác bật tắt này luôn coi nha. Đấy là 50.000 một chiếc. Ổ vào của nó là chân tròn này, và cái dạng da của nó là chui xoáy. Về các bác muốn lắp đèn thì các bác mua mấy cái dạng bóng đèn nhót, lắp con này dùng rất là tiện coi nha. Đấy, bên em ký hiệu nó là đôi lò xo và đang phân phối với giá của nó là 50.000 một chiếc. Các bác yêu thích mẫu này hoặc là gia đình mình cần sử dụng cái dạng này thì đặt hàng lên cho em mã sản phẩm, đó là con đuôi đèn lò xo các bác nhá. Đấy, đuôi lò xo, giá là 150.000 một chiếc. Đấy, 50.000 các bác nhá. Rồi, tiếp tục để về cái chuyên mục cưa cắt cành. Vừa nãy em có giới thiệu cho các bác đó là cái dạng cưa gấp, thì bây giờ em giới thiệu nốt cho các bác sang đó là về cái dạng cưa gọi là cưa lá lúa. Bên em ký hiệu là cưa lá lúa các bác nhá. Đấy, cái dạng này hình thức của nó là y hệt hình lá lúa luôn. Bên em có sẽ hai cái gọi, các bác có thể gọi là cưa lách hoặc là cưa lá lúa các bác nhá. Nó sẽ có hai cái gọi như vậy. Đấy, thì về con này thì lưỡi dài của nó là nó dài tầm đây, nó dài là 21 cm nhá. Đấy, nó có ký hiệu là nó hơi màu một chút, bởi vì cái này là em được theo lô về, nên là chất lượng của nó thì chắc là gần tầm 80%. Đấy, con nhìn nó bé thôi nhưng mà cưa gỗ cưa cành thì con này miễn chê thôi nhá. Nhìn nó bé nhưng mà lưỡi nó rất là chắc, và tổng chiều dài lưỡi của nó là 21 phân các nhá, 21 phân, 21 cm. Con này thì bên em phối với giá của nó là từ 180 giảm giá xuống còn 130.000 các nhá. Đấy, 130.000 bao ship. Đó là về con dạng cưa lách. Các bác yêu thích mẫu này thì đấy, nhìn nó thích ứng mà nó dễ dùng, nó bé nó dễ dùng thì các bác lên cho em mã sản phẩm là con cưa lách coi nha, con cưa lá lúa hoặc là cưa lách, sẽ có hai cái gọi như vậy. Giá là 130.000 bao ship coi nha. Đấy, cầm cực kỳ là chắc chắn. Nó tiếp theo là bây giờ hiện tại bên em thì phân phối những rất nhiều cái loại mà sản phẩm, ví dụ như là pin tông đơn mà sử dụng cái dạng pin này. Đấy, pin này ví dụ các bác mà mua trước, các bác mua hàng của bên em rồi nhưng mà dùng pin nó hết pin rồi thì cũng giới thiệu cho các bác luôn là bên em đang bán cái dạng pin này là pin lẻ, bên em ký hiệu là 18650 các nhá. Đấy, pin này là pin 18650 và nó có ký hiệu là cả đầu cộng đầu trừ để các bác lắp vào, các bác biết là đầu nào là đầu dương, đầu nào là đầu âm các bác nhá. Đấy, nó có ký hiệu sẵn rồi. Đấy, ví dụ trước các bác hay mua đèn mua tông đơn mà nó hết pin rồi mà bên xem được cái video này, biết bên em bán pin lẻ thì các bác có thể gọi điện đặt hàng. Đấy, pin này thì bên em bán giá lẻ của nó là 40.000 một viên thôi nhá. Đấy, 40.000 một viên bán lẻ. Sử dụng nếu mà mình dùng vừa thì có thể là tầm 3 đến 4 tháng một viên, dùng rất là chất lượng coi nha. Đấy, 40.000 một viên pin. Đấy, con này thì so với pin con thỏ thì nó gần dùng thông dụng, Việt Nam mình dùng gần như là thông dụng bằng gần bằng pin con thỏ rồi. Đấy, các bác mà xem được cái mẫu pin này mà ví dụ như nhà mình mà hay dùng thiết bị gì đó mà có cái pin này thì các bác nhanh tay đặt hàng. Đấy, 40.000 một viên coi nha. Giá là 40.000 một viên. Pin là 18650. Nó tiếp tục sản phẩm em giới thiệu cho các bác đó là về cái dạng khóa số các nhá. Khóa số vừa đây là giới thiệu cho các bác là cái dạng khóa chìa. Đấy, để sử dụng là khóa cửa thì hôm nay em giới thiệu tiếp cho các bác sang đó là về cái dạng khóa số các nhá. Khóa số thì đầu tiên giới thiệu cho các bác đó là về cái dạng khóa to hay khóa bé, thì bên em đều phân phối cái mẫu mã của nó là nó sẽ đều có 4 mã ký tự nhá. Đấy, cả là nó đều có 4 mã ký tự này. Đấy, về các bác bên em đã để sẵn 4 con số không rồi, về các bác muốn điều chỉnh hay như nào, ví dụ các bác không điều chỉnh thì có thể gọi cho bên em trực tiếp, bên em sẽ chia sẻ cho các bác những cái video để các bác điều chỉnh. Còn bên em luôn cài đặt là 4 con số không để về các bác mở ra, các bác bắt đầu cài đặt con mã số khác thì sẽ gọi cho bên em chỉ cho bác cụ thể nhất nhé. Đấy là về con dạng khóa chữ U này thì chức năng của nó là khóa cửa khóa cổng, và giá bên em phân phối là giá của nó là 100.000 các nhá, 100.000. Đấy, 100.000 một chiếc, các bác yêu thích mẫu này mà sử dụng phù hợp với công việc nhà mình. Cái con này mình nhiều lúc mà ví dụ các bác đi đâu mà chẳng may mà ví dụ dùng dạng chìa khóa mà làm rơi mất thì coi như là cái chìa khóa đấy mình gửi phá đi, nó rất là mất, nó rất là bất tiện.
Còn con này là các bác điều chỉnh cái mã số, các bác điều chỉnh cái mã số dễ nhất, đấy, dễ nhớ nhất, thì khi mà các bác đi đâu về cũng chỉ cần cái mã số để các bác mở ra là được rồi, rất là tiện các bác nhé. Đấy thì bên em ký hiệu nó là con khóa chữ U, giá là 100.000 một chiếc. Đó là chức năng của nó là khóa cửa khóa cổng này. Rồi tiếp theo giới thiệu sang cho bác đó là một cái dạng khóa diện tích nó to hơn. Đấy con này thì nó có thể sử dụng được các bác khóa xe này, khóa cổng khóa xe các bác nhé. Đấy khóa cổng khóa xe hoặc là khóa những cái gì mà mình cần thiết thì mình có thể sử dụng cái dạng khóa này để mình khóa vào. Đấy về cái dạng khóa này thì bên em sẽ có ký hiệu là hai loại, đó là khóa một vòng và khóa hai vòng. Một vòng này thì bên em phân phối với giá của nó là 100.000 một chiếc các bác nhé, 100.000 một chiếc. Đấy cài đặt đều cái mã ban đầu các bác nhận về thì nó toàn là con số 0 hết các bác nhé, hoàn toàn là bằng con số 0. Đấy còn một vòng thì giá của nó là 100.000, đấy sử dụng khóa cổng khóa cửa khóa xe này. Còn con hai vòng này thì giá của nó là nó diện tích của nó rộng hơn một chút, ví dụ như các bác có thể khóa hai cái bánh xe của hai xe lại cũng rất là ok luôn, diện tích khá là to. Con này thì bên em phân phối với giá của nó là 120.000 các nhá, 120.000. Đó là về cái dạng khóa số thì bên em có ba kiểu mẫu như vậy, các bác xem mà thấy nó phù hợp với công việc mục đích của mình sử dụng trong công việc gì hơn thì các bác lên tay đặt hàng các nhá, đánh nhanh tay đặt hàng, gọi điện ở bên em sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác cụ thể nhất có thể. Rồi cái sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong video ngày hôm nay đó là giới thiệu cho các bác cái mẫu sản phẩm, đó là con giá đỡ điện thoại nha. Giá đỡ điện thoại này thì về nó các bác khi mà các bác mua về thì nó sẽ được trong cái hộp như này, nên người ta sẽ gấp gọn lại chia làm ba khúc, về các bác muốn mở ra điều chỉnh các bác sẽ bắt đầu mở ra lắp ráp vào, rất là dễ lắp ráp, để tháo ra tháo vào rất là dễ luôn. Đấy về cái này, cái loại này thì nó có thể các bác có thể rút dài ra rồi thu ngắn về này. Con này thì bên em phân phối với giá của nó là 50.000 một chiếc và nó sẽ có... Đấy cái này thì bác có thể điều chỉnh là theo cái độ điện thoại này, độ điện thoại bé to. Đấy con này mà iPhone, mấy cái dạng iPhone 13, 14 thì cũng vừa hết con nhá. Độ mở của nó khá là rộng luôn. Đấy nó sẽ có 3 chức năng, các bác muốn thu bé về thì đây con nhá, để các bác sẽ thu về như này. Đấy ví dụ trong trường hợp mình giờ nằm giờ mà mình xem nó mỏi tay quá thì các bác có thể sử dụng cái dạng này, các bác để đi nhá, nó là chân tròn cân bằng rất là tiện luôn. Đây là con giá đỡ điện thoại, giá là 50.000 một chiếc coi nhá. Đấy các bác yêu thích mẫu này thì các bác lên trên mã sản phẩm là con giá đỡ điện thoại, giá là 50.000 một chiếc. Đấy nhà mình có mấy người thì mình cứ sử dụng mấy cái về, sử dụng gia đình rất là tiện các bác nhá. Rồi kế tiếp lại là một cái sản phẩm quen thuộc nữa thì giới thiệu cho các bác, đó là về cái dạng ô Nhật coi nhá, ô ra này, ô gập mở ra thu về thì đều có công tắc hết. Đấy thì có những cái video em đã test trực tiếp cho các bác rồi, nhìn nó rất là tối tích thì em cũng giới thiệu cho các bác sơ qua hôm nay thôi. Đấy các bác mà muốn sử dụng có những video test trực tiếp các bác nhìn thấy được chất lượng của nó rồi, nhưng mà video hôm nay thì em chỉ giới thiệu qua thôi, còn video nào mà cũng giới thiệu kỹ quá thì nó rất là mất thời gian. Đấy cái này thì nó sẽ có hai cái nút điều chỉnh này, các bác nhìn nhá, mũi tên đi lên thì có nghĩa là các bác ấn thì nó sẽ bật lên, còn đây là mũi tên đi thu về, các bác ấn thì các bác sẽ thu về, và thu về thì nó sẽ thu nguyên cái dạng ô thôi. Còn các bác muốn gập hẳn vào thì các bác sẽ kéo xuống nhá để cho nó gập vào như này. Đấy con này thì bên em phân phối với giá của nó là 120.000 một con thôi nhé, 120.000 một con bác ship, đi kèm sẽ có cái dây này các bác cầm này, cái dây là dây chun co giãn cầm rất là tiện. Đấy con này thì bên em mẫu mã thì nó là cái dạng màu là màu đa dạng nhé, màu đan xen đấy, có hồng xanh này, màu ghi rất là đẹp luôn. Đấy các bác mà yêu thích mẫu nào hơn thì các bác đặt hàng lên cho em cái mẫu đó nhé. Các bác nữ mà sử dụng cái dạng màu hồng này, màu xanh này rất là đẹp này, các bác nam nhìn nó nam tính hơn thì mình sử dụng màu đen, màu xanh hoặc là màu ghi, đấy rất là dễ dùng quá nhá, cực kỳ đẹp luôn, hàng chất lượng mới tinh các bác nhá. Đấy con ô này thì bên em phân phối với giá của nó là 120.000, các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm là ô gấp tự động của Nhật các nhá, ô mở ra gấp vào tự động của Nhật, giá là 120.000 bao ship. Rồi cái sản phẩm tiếp theo lại giới thiệu cho các bác tiếp trong video ngày hôm nay đó là về cái dạng thước đo, là thước rút dây vại các nhá, cái thước rút bằng dây. Về cái dạng thước rút dây này thì bên em đang có hai kiểu mẫu, đó là mẫu 20m và mẫu 50m các nhá, nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy nó có ký hiệu 20m và 50m. Thì con 20m này thì đầu tiên là chất của nó là chất vải bọc nhựa các nhá. Đấy bên em ký hiệu luôn, nó là dạng vải bọc nhựa cực kỳ chất lượng luôn. Đấy nhá các bác nhìn nhá, chữ này in rất là rõ ràng các nhá, chữ từng nét rất là rõ ràng luôn. Con này có sử dụng là đo đất này hoặc là đo diện tích những cái ví dụ như tủ giường kệ và các bác muốn đo để nó có độ chính xác, để các bác muốn đóng giường hay như nào đấy thì sử dụng cái dạng này rất là tiện luôn. Đấy con này thì bên em phân phối với giá của nó là 8.000 một chiếc thôi nhá. Đấy thước 20m, hàng là hàng sản xuất Kabushi này. Và cái dạng 20m này thì giá của nó là 80.000 một chiếc các bác nhá. Đấy 80.000 một chiếc các bác rút ra. À, nó sẽ có cái dây đi kèm này, về sử dụng công việc thì mang cái này đi rất là tiện. Còn cái này thì đây cái dây nhá, các bác muốn thu về các bác sẽ nạy cái này ra, các bác thu dây về. Đấy rất là nhẹ các bác nhá. Đấy. Rồi bên cạnh con 20m thì giới thiệu sang cho bác đó là về cái dạng con 50m. Con 50m này thì bên em phân phối với giá của nó là 150.000 các nhá. Đấy, chất vải của nó cũng là như vậy thôi cho các bác xem nhá. Thế dạng 50m này thì chất vải của nó như vậy thôi, em vừa đã giới thiệu cho các bác ở con 20m rồi. Con này em giới thiệu cho các bác để xem cái hình thức kết cấu của nó là cái dạng hình tròn. Đấy có cái dạng cây cầm này, các bác có thể cầm như này các bác nhá, rất là tiện luôn. Đấy con 50m này thì bên em phân phối với giá của nó là 150.000 các bác nhá, 150.000 một chiếc. Đó là cái dạng thước rút đo, thước rút dây. Nó sẽ có hai kiểu mẫu là 20m và 50m như vậy. Các bác xem mà ưng mẫu nào hơn hoặc là nó phù hợp với công việc của mình hơn thì các bác đặt hàng lên cho em tên mẫu sản phẩm mẫu đó các bác nhá. Đó là về dạng thước rút dây.
Rồi bên cạnh cái dạng thư rút dây thì em giới thiệu nốt tiếp cho các bác cái sản phẩm đó là thư rút sắt. Thư rút sắt thì bên em là phân phối 3 kiểu mẫu, đó là nó sẽ có 5m này, 7m rưỡi và 10m. Thì về cái dạng thước lỗ ban hay các bác còn gọi là thước phong thủy thì bên em chỉ có phân phối một mẫu duy nhất, đó là 7m rưỡi. Còn về cái dạng 5m và 10m thì nó là cái dạng thước thường nhé, đấy số đo của nó là dạng thước thường. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, nó chỉ có một mặt trắng và một mặt số này, mà bởi vì nó là dạng thước thường. Đấy, dạng 5 mét này thì bên em phân phối với giá của nó là 65.000 chiếc các bác nhìn nhá. Đấy, chữ người ta in cực kỳ rõ, rất là to. Nên con này sử dụng các bác đo trong công việc của mình rất là tiện nhá. Đấy, có dây đi kèm như này, mang đi đâu cũng cặp và rất là tiện. Đó là về con 5 mét giá là 65.000. Còn về các dạng con 10 mét này. Đấy, con 10 mét này thì giá của nó là 85.000 các nhá. Đấy, 85.000 một chiếc, đó là về con 10 mét. Còn cuối cùng đến nó là dạng con 7 mét rưỡi, con 7 mét rưỡi này. Đấy, con 7 mét rưỡi này thì nó sẽ có một mặt là số thường này, một mặt là số lỗ ban để các bác sử dụng, mà hay người ta gọi là thước phong thủy này. Nó đến đoạn nào thì nó có gọi là đất đẹp đất xấu, hay là nói chung là có cái gì đấy, nói chung là người ta gọi là thước phong thủy. Đấy, các bác nhìn nhé, có ký hiệu chữ rõ trên này luôn. Đấy, nó có ký hiệu gì thì nó đều có trên này, đến có ghép tài này. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Thì con thước 7 mét rưỡi lỗ ban này thì bên em phân phối với giá của nó là 85.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, 80.000 một chiếc, đó là 7 mét rưỡi. Hàng sản xuất toàn là hàng Kabushi nhá. Đấy, thước dây hay thước rút sắt thì là Kabushi của Nhật hết, đều là một hãng. Đấy, có xem ưng cái mẫu thước rút này hơn, nó phù hợp với công việc của mình hơn thì các bác nhanh tay đặt hàng, nên cho em tên mã sản phẩm kèm giá các nhá. Đấy, sẽ có 3 mẫu như vậy, 5 mét, 7 mét rưỡi và 10 mét các bác nhá. Rồi bên cạnh cái dạng rút thuốc thì giới thiệu sang cho bác cái sản phẩm, đó là con dìu nha. Con dìu này để các bác chuyên để đục đẽo cây, đục đẽo gỗ này, gỗ khô, gỗ tươi. Và các bác mà mang đi, các bác mà hay đi leo núi, leo rừng mà các bác muốn ở qua đêm và mình nấu ăn ở trên rừng. Đấy, mình đi theo đám bạn đi dã ngoại thì dùng con này đi mang rất là tiện các nhá. Đấy, chặt này, ví dụ như các bác có thể sử dụng là chặt xương cũng được, mà các bác có thể sử dụng là chặt đục đẽo gỗ này, gỗ tươi, gỗ khô thì con này đều được hết coi nhá. Đấy, con này thì bên em phân phối với giá của nó là 250.000 một con, và hàng là hàng dìu Đức coi nhá. Đấy, bên em ký hiệu hàng dìu của Đức. Đấy, thiết kế nhìn rất là đẹp quá nhá, nhìn rất là đẹp mắt và rất là dễ dùng. Giá là 250.000. Đấy, các bác yêu thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm là con dìu của Đức các bác nhá. Rồi là một cái sản phẩm nữa để trước khi kết thúc video hôm nay thì em giới thiệu nốt cho các bác cái sản phẩm bên em phân phối, đó là về cái dạng Zippo nhá. Zippo thì bên em đang có 3 kiểu mẫu màu, đó là Zippo gồm có bao hồng là có trắng đen đỏ này, và mỗi dạng Zippo thì nó đều có tem như này, bởi vì nó là hàng mới tinh, chưa có một tí chảy sức, chưa có một tí thì gọi là đã qua sử dụng nhá, nên nó có tem như này, chưa hề có vết sức gì. Đấy, con này hàng chất lượng mới luôn. Và lưu các bác là bên em bán Zippo thì nó chỉ có Zippo không thôi. Còn nhiều bác hỏi là ở sao về bật nó không lên lửa, nếu ví dụ mà cho lửa vào đây mà trong quá trình vận chuyển nó bị nặng hay là nó bị sọc hay như nào đấy nó nổ, thì coi như là lúc đấy là mình lỗi mình mang mình, nên là nó rất là nguy hiểm. Nên bên em chỉ phân phối cái dạng của Zippo mà nó chỉ có nguyên zip thôi các bác nhá. Còn về các bác muốn sử dụng xăng rồi các bác sẽ tháo ra các bác bơm vào. Cái dạng này thì bên em phân phối với giá của nó là 170.000 một chiếc các bác nhá. 170.000 một chiếc giá bao ship. Đó là con mẫu Zippo, nó sẽ có 3 mẫu mã như này. Đấy, tôi xem mà ưng cái mẫu nào hơn thì lên cho em mã Phật tên mã sản phẩm mẫu đó coi nhá. Đấy, Zippo đỏ trắng đen, giá là 170.000 một chiếc bao ship các bác nhá. Rồi cuối cùng đó là cái sản phẩm là giới thiệu cho các bác, đó là về con mẫu dao gấp các nhá. Con mẫu dao gấp thì bên em có 2 kiểu mẫu, một dạng ký hiệu, bên em ký hiệu là một con gấp xám đen, một dạng ký hiệu là nắm đấm nhá. Đây, con này là con lỗ tròn tròn này là con nắm đấm này, còn con này màu của nó là con xám đen, thì bên em ký hiệu tên trực tiếp của nó luôn là con gấp xám đen. Về cái dạng này thì cho các bác xem nhé, các bác muốn bỏ ra đây các bác để ý nhá, lưu ý này, đây là cái nút bật ra của nó, bật ra thì mình phải chú ý an toàn xung quanh nhé. Đấy, nó bật ra rất là mạnh. Con này thì tổng chiều dài lưỡi của nó thì nó chắc là tầm 7 phân thôi nhá. Đây là nguyên phần lưỡi của nó là tầm 7 phân. Đấy, sử dụng ví dụ như các bác đi rừng núi, các bác đi đâu đó mà mang đi con này đi mà sử dụng cho công việc cá nhân thì cũng rất là tiện luôn. Cái con xám đen này thì bên em ký hiệu nó là gấp xám đen và đang phân phối với giá của nó là 200.000 một chiếc thôi nhá. 200.000 một chiếc. Nghĩa là khi các bác mở ra các bác sẽ dùng cái này các bác bật ra. Còn khi mà các bác muốn cập vào thì các bác sẽ cầm cái lẫy đen này các bác ấn vào bên rồi sẽ cập vào. Đấy, rất là dễ dùng qua nhá. Đó là về con dạng con gấp xám đen, giá là 200.000 một con bao ship. Tiếp theo sang đó là về con dạng gấp nắm đấm. Con nắm đấm này thì sử dụng cũng như vậy thôi, nhưng mà thiết kế nó chắc chắn hơn, nên là cầm các cũng ok thôi nhá. Đấy, nó có 2 kiểu cầm, các bác có thể cầm như này hoặc là cầm trực tiếp vào cái chỗ này, rất là tiện các bác nhá. Đấy, các bác muốn bật ra thì cũng như con kia thôi, chú ý an toàn nhá. Cầm cái này bật ra, đấy, bật ra rất là mạnh. Con này thì lưỡi của con nó ngắn hơn lưỡi con kia một chút. Con này thì lưỡi của nó chắc tầm 6 phân, còn con kia lưỡi của nó 7 phân, đấy nó sẽ ngắn hơn nhau một phân như thế. Con này thì bên em phân phối với giá của nó là 230.000 một con thôi nhé. Đấy, con gấp nắm đấm giá là 230.000 một con. Đấy, các bạn yêu thích mẫu nắm đấm này thì cũng lên cho em mã sản phẩm là con dao gấp nắm đấm. Đấy, khi các bác muốn thu về thì cũng ấn lại cái phần đen này thu về giúp em nhé. Đấy, rất là tiện luôn, rất là dễ dùng. Đấy, là về con dao gấp thì bên em có 2 kiểu mẫu như vậy, các bạn yêu thích mẫu nào hơn thì lên cho em tên mã sản phẩm mẫu đó các bác nhé. Đấy, con gấp xám đen là 200, con gấp nắm đấm là 230.000. Đấy, có sẽ có 2 kiểu mẫu như vậy. Các bác muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp các bác số trên hotline. Đấy, video hôm nay thì em giới thiệu qua cho các bác một vài cái mặt hàng như vậy. Các bác xem mà thấy hay, nó phù hợp với công việc mục đích của mình trong gia đình nhà mình. Ví dụ các bác nữ mà sử dụng được những cái sản phẩm gì, ví dụ nhiều lúc mình không có nhà, mình vắng nhà thì các bác có thể đặt về cho các bác nữ dùng cũng được, rất là tiện.
Đấy, bên em ký ở đây shop em là shop Phạm Huấn. Các bạn muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua ba số này. Ngoài ra thì các bạn có thể kết bạn Zalo về hình ảnh này. Còn đối với những khách hàng thân quen gần gũi, các bạn đến nhà tham quan rồi thì thấy những video mới mà có những mặt hàng mới về mà mình thích thú thì mình lại đến xem tiếp qua nhé. Đây là địa chỉ hiện tại của bên em. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bác và hẹn các bác gặp lại các bác vào những video lần sau.